Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 62. Mã Sơn ở Thanh Lai 3 ngày mà cơ thể đã hị phục gần như hoàn toàn. Vợ à, hình như anh có thêm nhiều kỹ năng lầm ấy, Mã Sơn nói. Gì cơ, cha Na Lệ tò mò hỏi. Em xem này. Mã Sơn giơ một ngón tay ra, đột nhiên trên đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ như hạt đậu. Sau này hút thuốc không cần mang theo bật lửa nữa rồi. Cha Na Lệ cười mắng, còn nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa à? Dục Thần đã nói rồi, sau này anh không được hút thuốc nữa. Mã Sơn lộ vẻ mặt khổ sở, không hút thuốc thì còn sống để làm gì? Cha Na Lệ tức giận, vậy thì anh cưới thuốc lá làm vợ đi. Cô ta tức giận quay người định đi nhưng Mã Sơn đã kéo cô ta vào lòng. Được rồi, anh không hút thuốc nữa, vợ quan trọng hơn. Tay anh ta bắt đầu không an phận. Cha Na Lệ vỗ một cái vào tay anh ta rồi hỏi, anh vừa nói có thêm nhiều kỹ năng hơn, ngoài bật lửa ra thì còn gì nữa? Còn, Mã Sơn chí nhìn chằm chằm cha Na Lệ từ trên xuống dưới. Cha Na Lệ ngạc nhiên, anh nhìn em làm gì? Bên trong em có mặc đồ màu hồng không? Mã Sơn đột nhiên hỏi. Hả, cha Na Lệ sửng sốt một lúc mãi mới phản ứng lại được, tức giận nói, được lắm, anh dám nhìn trộm em thay đồ à? Mã Sơn lắc đầu, anh không nhìn trộm, hình như anh có thể. Thấu thị ấy. Cái gì? Cha Na Lệ ngây người nhìn Mã Sơn, đột nhiên cảnh giác, hai tay ôm chặt trước ngực, cô ta kinh ngạc nói, vậy. Không phải là anh nhìn thấy hết rồi sao? Mã Sơn ấp úng, cũng không nhìn hết được, anh có thể kiểm soát, đúng là kiểm soát, chỉ nhìn. Anh ta giơ ngón út ra, một chút thôi. Em tin anh mới lạ. Cha Na Lệ lớn tiếng nói, anh lưu manh quá đi. Sau này anh ra ngoài thế nào? Ra ngoài hả? Mã Sơn ngạc nhiên, ra ngoài thì có gì ảnh hưởng đâu, thị lực còn tốt hơn trước kia nữa. Ý em là trên phố toàn là phụ nữ, anh ra ngoài thì làm sao? Anh có thể tắt kỹ năng này đi. Mã Sơn véo mũi mình như vặn công tắc vậy, vặn nửa vòng xong mũi đỏ bừng. Được rồi, đã tắt rồi đó. Cha Na Lệ nhìn chiếc mũi đỏ của anh ta thì phì cười một tiếng, nói thôi được rồi, biết rõ là anh giả vờ, em coi như anh có thể tắt đi vậy. Mã Sơn cười hì hì. Tất nhiên là không thể tắt được chức năng này nhưng cũng không phải cứ muốn dùng là dùng được. Một là sẽ tiêu hao pháp lực, hai là chỉ trong phạm vi chiếu sáng của đèn trúc long cửu âm thôi. Đèn như hạt đậu vậy nên phạm vi cũng nhỏ xíu. Mã Sơn không biết rằng sau khi đèn trúc long cửu âm hòa làm một với linh hồn anh ta thì nơi đèn chiếu sáng cũng chính là thần thức của anh ta. Chỉ là ngọn lửa của trúc long cửu âm có thể xuyên thấu mọi thứ, lợi hại hơn thần thức của người thường nhiều. Còn phạm vi của thần thức thì đương nhiên sẽ lớn dần theo sự tăng trưởng tu vi pháp lực của anh ta. Vợ à, anh cho em xem thêm một kỹ năng nữa, Mã Sơn nói. Lại là gì nữa? Em sờ xem, lần này là cứng thật. Hà Gia Sương khi nhìn thấy đứa cháu gái yêu quý của mình thì mừng như điên. Nước mắt ông lão 90 mấy tuổi chảy ròng ròng, cứ ôm chặt lấy cháu gái không chịu buông. Biết được Hà Ái San được cứu khỏi tay tên tướng quân ở Tam Giác Vàng thì cả nhà họ Hà đều vừa ơn vừa khâm phục Lý Dục Thần. Ban đầu, trong gia tộc còn dị nghị vẽ việc giao một nửa hào giang cho nhà họ Lý, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn tiếng nói nào nữa. Cậu Lý bình định Tam Giác Vàng rồi, không biết đã cứu bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình, đúng là công đức vô lượng. Hà Gia Sương nói, Lý Dục Thần không biết mình làm những việc này thì có bao nhiêu công đức. Công đức là một thứ rất huyền diệu, ngay cả trong những quyển sách tiên huyền ảo trên thiên đô cũng không viết rõ ràng, có vẻ như rất quan trọng nhưng lại không có một tiêu chuẩn thống nhất nào. Anh cười cười, không coi trọng lắm. Hà Gia Sương nói với Lý Dục Thần là đội do Lý Ngôn Thành cử đến đang ở Hào Giang. Ông ta đang cử người phối hợp hết sức để thanh toán tài sản, bao gồm cả sông Bạc Ngân Sa vừa tiếp quản. Hiện tại, vốn đầu tư đứng sau Ngân Sa đã rút khỏi Hào Giang, toàn bộ sòng bạc ở Hào Giang đều thuộc về nhà họ Hà, tất nhiên là có một nửa thuộc về nhà họ Lý. Hà Gia Sương còn chưa nói hết thì Lý Dục Thần đột nhiên nói, ông tạm dừng mọi hợp tác với đội Hương Giang nhà họ Lý đi, chuyện nhà họ Lý góp vốn, tôi sẽ cử người khác đến liên lạc với ông. Hà Gia Sương sửng sốt. Mặc dù không rõ tại sao Lý Dục Thần lại làm vậy nhưng một lão già 90 mấy tuổi tinh danh như ông ta lập tức đoán ra giữa Hương Giang nhà họ Lý và cậu Lý đã xảy ra mâu thuẫn. Lý Ngôn Thành ơi là Lý Ngôn Thành, cậu đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà. Hà Gia Sương thầm nghĩ. Trong biệt thự nhà họ Lý ở Vịnh Thâm Thủy Loan,
Lý Ngôn Thành đang ngồi trước cửa sổ phòng làm việc và ngắm cảnh bên ngoài. Ngoài cửa sổ đang mưa to, những hạt mưa đập vào kính khiến anh ta bực bội. Dự báo thời tiết nói tối nay cơn bão Thái Ly sẽ đổ bộ vào bờ biển tỉnh Quảng Đông, Hương Giang đang nằm trong tâm bão. Lý Ngôn Thành có một linh cảm không lành, như thể cơn bão này đang hướng về phía anh ta vậy. Đã mấy chục năm rồi anh ta không có cảm giác nguy hiểm như thế này, trực giác của anh ta luôn rất chuẩn, lần trước có cảm giác này là khi Trương Tử Cường bắt cóc con trai anh ta. Gió hú gào, dù cách một lớp kính vẫn có thể nghe tất rõ như thể hàng nghìn con hổ dữ đang vây quanh biệt thự gầm rú vậy. Quản gia đã đề nghị thay kính từ lâu, cách trang trí của mấy chục năm trước đã lỗi thời rồi, thay kính mới sẽ cách âm tốt hơn. Nhưng Lý Ngôn Thành không đồng ý, anh ta thích lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, đôi khi còn cố tình mở hé cửa sổ, nếu không anh ta sẽ cảm thấy như đang sống trong quan tài vậy. Rầm rầm, một trận mưa lớn trút xuống như có người cố tình đổ cả một chậu nước lên kính. Lý Ngôn Thành giật mình. Sau đó, anh ta nghe thấy có người nói sau lưng mình. Tại sao lại thuê người giết tôi? Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Lý Ngôn Thành cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra. Anh ta đột nhiên hiểu ra cảm giác bất an kia đến từ đâu. Anh ta khó khăn quay người lại thì thấy Lý Dục Thần đang ngồi trên ghế sofa. Cửa sổ đóng chặt, cửa ra vào cũng đóng chặt. Anh vào đây bằng cách nào? Trả lời câu hỏi của tôi, mặt Lý Dục Thần lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, nếu không đưa ra cho tôi một lý do chính đáng sau đêm nay sẽ không còn Hương Giang nhà họ Lý nữa. Vai Lý Ngôn Thành khẽ run lên, cái lưng vốn đã còng lại càng gù thêm. Ôi chao! Anh ta thở dài, đây là sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời tôi đã đánh giá thấp anh, đánh giá thấp nhà họ Lý. Thực ra tôi nên nghĩ đến từ lâu rồi, nhà họ Lý đã chọn anh, để anh thực hiện sự phục hưng của gia tộc thì nhất định anh là con của trời, những tên sát thủ đó vốn dĩ không giết được anh. Làm nhánh ngầm phân bố ở nước ngoài của nhà họ Lý, tôi vẫn luôn siêng năng chăm chỉ, tận tụy làm tròn bổn phận của mình. Khi đó, lúc nhà họ Lý ở thủ đô biến mất, còn nhà họ Lý ở Hương Giang thì từng bước lớn mạnh, trong tiềm thức tôi có một ảo tưởng tôi cảm thấy mình mới là con của trời, nhà họ Lý nên do tôi nắm giữ. Con người chính là như vậy đấy, một khi nắm giữ được của cải và dục vọng thì sẽ phình to một cách mất kiểm soát. Tôi đã không còn theo đuổi tiền bạc từ lâu rồi, mấy trăm tí, mấy nghìn tỷ đối với tôi mà nói chỉ là những con số mà thôi. Tôi đã từng mơ về giấc mộng phục hưng nhà họ Lý rất nhiều lần. Nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Nắm giữ quyền lực tối cao, nắm cả thế giới trong tay, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Tất nhiên, tôi cũng chỉ mơ thôi. Nhà họ Lý truyền thừa mấy nghìn năm, thăng trầm biến đổi, ngay cả nhà Đường Lý cũng sụp đổ. Cảm giác sứ mệnh trong lòng tôi đã tiêu tan theo năm tháng giàn nua, thậm chí đã không còn mơ giấc mơ ấy nữa. Tôi chỉ muốn giữ gìn thật tốt Giang Sơn và của cải mà mình đã gây dựng cả đời này rồi truyền lại cho con cháu, để hương hỏa nhà họ Lý đời đời nối tiếp đời đời. Nhưng sự xuất hiện của anh khiến tôi cảm thấy nguy hiểm. Từ khi anh vào thủ đô, tôi đã luôn theo dõi mọi hành động của anh. Anh muốn phục hưng nhà họ Lý, nhất định sẽ sử dụng mọi sức mạnh, bao gồm cả nhà họ Lý ở Hương Giang bọn tôi. Nhưng khi đó tôi không cho rằng anh có thể hoàn thành sự phục hưng, nhà họ Lý ở Hương Giang bọn tôi sẽ trở thành công cụ và bia đỡ đạn cho anh, toàn bộ tài sản mà tôi đã tích góp cả đời sẽ bị anh tiêu xài phung phí hết. Tôi không cam tâm. Không cam tâm khi những nỗ lực cả đời của tôi tan thành bọt biển, không cam tâm khi con cháu tôi không được hưởng tài sản của tôi, thậm chí còn có thể bị anh kéo xuống nước, bị kẻ thù của nhà họ Lý làm hại. Vì vậy, tôi đã phạm sai lầm đầu tiên, đó là bỏ ra 10 tỷ để tìm người giết anh. Lúc đó ý nghĩ của tôi rất đơn giản, anh chết rồi thì nhà họ Lý ở Hương Giang mới có thể được bảo toàn, sau khi tôi chết, con cháu nhà họ Lý sẽ đi theo con đường mà tôi đã vạch sẵn. Có lẽ nhà họ Lý không phục hưng được thì ít nhất hậu duệ nhà họ Lý có thể hưởng thụ giàu sang mãi mãi. Nhưng tôi không ngờ, anh lại mạnh đến vậy, làm được nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, trông thì có vẻ như có chút khí thế phục hưng nhà họ Lý. Nhưng tôi đã không còn đường lui nữa rồi, vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định sai lắm thứ hai, đó là nhân lúc anh đến Hương Giang, công khai tuyên bố thân phận nhánh ngầm của nhà họ Lý bọn tôi. Như vậy, nếu anh phục hưng thành công thì nhà họ Lý ở Hương Giang bọn tôi cũng được hưởng vinh quang. Còn nếu anh chết, tôi có thể thuận lý thành chương tiếp quản nhà họ Lý ở thủ đô và tập đoàn kinh Lý mà anh đã gây dựng, sau đó tiếp nhận trọng trách phục hưng nhà họ Lý. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, chỉ là anh không ngờ, tôi vốn không biết thứ tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối đó là gì, cho nên anh rất thất vọng, đúng không?
Lý Ngôn Thành gật đầu, đúng vậy, tôi rất thất vọng. Không có thứ đó, nhà họ Lý sẽ không thể tái hiện lại thời điểm thịnh thế của Vương Triều Lý Đường. Thịnh thế của Vương Triều Lý Đường, Lý Dục Thần lắc đầu không thôi, vốn dĩ anh chẳng quan tâm nhà họ Lý có phục hưng hay không, anh cũng không quan tâm sứ mệnh mà nhà họ Lý bảo vệ là gì. Cái mà anh nghĩ đến chỉ là một giấc mộng làm hoàng đế mà thôi. Lý Ngôn Thành không nói gì, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Một lúc lâu sau, anh ta mới cười tự giễu. Tôi biết anh sẽ không tha cho tôi nhưng tôi cầu xin cậu một chuyện. Nhà họ Lý ở Hương Giang cũng là huyết mạch của nhà họ Lý. Việc tôi tìm người giết anh là quyết định của riêng tôi, bọn họ đều không tham gia. Xin anh nể mặt tổ tiên trên cao mà tha cho bọn họ. Tôi sẽ tự kết liễu đời mình, trước khi chết, tôi sẽ viết lại di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho nhà họ Lý ở thủ đô. Lý Ngôn Thành nói xong thì nhìn Lý Dục Thần, trong mắt tràn đầy sự mong đợi tha thiết. Dục Thần, à không, công tử Lý, tôi lấy danh nghĩa là hậu duệ nhà họ Lý đế thể những gì tôi nói đều là thật. Tôi cầu xin anh hãy tha cho gia đình tôi. Lý Dục Thần từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa. Được, tôi hứa với anh sẽ không làm hại gia đình anh, miễn là bọn họ không đến gây chuyện với tôi. Còn về tài sản của anh, tôi không cần. Phục hưng nhà họ Lý. Lý Dục Thần nhìn Lý Ngôn Thành rồi hờ hững nói, anh không xứng. Lý Ngôn Thành như bị điện giật, cơ thể đột nhiên run rẩy, hai tay vịn vào bàn, gắng gượng lắm mới đứng vững. Dầm một tiếng. Đồ trang trí bằng pha lê trên bàn tơi xuống, vỡ tan tành. Những người bên ngoài nghe thấy, người giúp việc mở cửa đi vào hỏi, ông chủ, ông không sao chứ? Lý Ngôn Thành vẫy tay, ra hiệu cho cô ấy ra ngoài. Người giúp việc nghỉ ngờ đi ra ngoài nhưng một người khác đi theo người giúp việc thì không ra ngoài. Lý Dục Thần đã từng gặp người đó rồi, chính là vệ sĩ mà Lý Ngôn Thành mời đến, tông sư thủ đô Vịnh Xuân Lương Chi Huyền. Lương Chi Huyền có hơi kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Sao anh vào được đây? Chi Huyền, đây là chuyện nhà của tôi, anh ra ngoài đi, Lý Ngôn Thành nói. Nhưng Lương Chí Huyền lại lắc đầu nói, anh Lý, anh mời tôi đến để bảo vệ an toàn cho anh, tôi đã nhận tiền của anh thì phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi không quan tâm cậu ta là ai, các người có quan hệ gì, nhưng tôi sẽ không để cậu ta làm hại anh. Nói xong, anh ta chắp tay về phía Lý Dục Thần, bày ra một thế chào. Vịnh Xuân, Lương Chi Huyền. Trong nháy mắt, một luồng khí thế sắc bén bùng nổ. Sức mạnh của võ hồn lập tức tràn ngập khắp phòng làm việc, nếu không phải cửa sổ đều là kính chống đạn thì lúc này chắc chắn đã vỡ tan rồi. Lý Dục Thần gật đầu, không tệ, ít nhất anh cũng rất chuyên nghiệp. Anh vung tay lên, khí thế trên người Lương Chi Huyền lập tức tan biến, cả người như quả bóng xì hơi, mặc dù anh ta vẫn đứng đó làm tư thế chào hỏi nhưng không còn uy thế như vừa nãy nữa. Lương Chi Huyền kinh hãi trợn tròn mắt như nhìn thấy quái vật. Cái vung tay nhẹ nhàng đó phá vỡ võ hồn của anh ta, đây là sức mạnh kiểu gì vậy? Một lúc lâu sau, Lương Chi Huyền đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười có chút thê lương và tự giễu. Tôi tập võ cả đời, tự cho mình là thiên tài, võ công tuyệt đỉnh, trên đời không có đối thủ. Không ngờ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả ranh giới của cao thủ cũng chưa chạm tới. Ngài Lý, tôi có lỗi với anh, phụ lòng trọng dụng của anh rồi. Nói xong. Anh ta giơ tay võ một cái vào thiên linh, tự sát chết. Lý Ngôn Thành ngây người nhìn Lương Chi Huyền. Sống hơn 90 tuổi rồi, anh ta đã thấu hiểu mọi thứ của thói đời, cũng đã sớm xem nhẹ sự sống, chết trên đời này, nhưng cái chết của Lương Chi Huyền vẫn khiến anh ta vô cùng xúc động. Khi anh ta ngẩng đầu lên lăn nữa thì Lý Dục Thần đã biến mất. Mưa gió bên ngoài càng lúc càng lớn. Lý Ngôn Thành đi đến bàn ngồi xuống, lấy giấy bút trong ngăn kéo ra, bắt đầu viết di chú. Tài sản của nhà họ Lý, ngoài tài sản đã chia cho con cái, còn lại đều thuộc về nhà họ Lý ở thủ đô tức là Lý Dục Thần, nếu trong vòng 3 năm Lý Dục Thần không tiếp quản thì sẽ quyên góp toàn bộ cho Tổ quốc. Anh ta lại gọi điện cho luật sư, dùng hình thức video và âm thanh để lưu lại bằng chứng di chúc, sau đó mở hết tất cả các cửa sổ trong phòng làm việc ra. Gió mưa dữ dội như những người lính công thành đã lâu, cuối cùng cũng vọt vào thành, điên cưỡng xông pha. Lý Ngôn Thành đứng bên cửa sổ. Lắng nghe tiếng gào thét của cơn bão nhiệt đới, cảm nhận sự lạnh lẽo của mưa lớn ập vào người. Anh ta nhìn về phía xa, chống gậy cố gắng đứng thẳng người. Cái lưng còng mấy chục năm nay cuối cùng cũng thắng dậy đón gió mưa, cho đến khi mất đi nhiệt độ cơ thể. Một thế hệ truyền kỳ đã khép lại.
Ngày hôm sau, khi mọi người vô cùng kinh ngạc và thương tiếc phát hiện ra Lý Ngôn Thành chết cóng trong đêm mưa lạnh lẽo thì Lý Dục Thần đã đến đỉnh Bạch Sơn ở Đông Bắc từ lâu. Thiên trì nằm giữa những ngọn núi bao quanh, hùng vĩ đồ sộ như một tấm gương được mài bởi mặt ngọc bích xanh. Mọi người biết không, trong thiên trì này có quái vật đó. Một bác khách du lịch đứng trên đỉnh núi, đĩnh đạc nói vẽ phía thiên trì. Bên cạnh ông ấy có khá nhiều khách du lịch vây quanh, Lý Dục Thần cũng tò mò tiến lại gần. Năm đó tôi 7 tuổi, đứng ở vị trí này, tận mắt nhìn thấy quái vật bơi trong nước. Đầu có thứ gì đó to hơn cả đầu trâu, phía sau kéo theo một vệt nước dài, không biết thân hình dưới nước lớn đến mức nào vì trên mặt nước chỉ nhìn thấy cái bóng của nó thôi. Ông bốc phét đấy à? Một du khách cười nói, lúc ông 7 tuổi đã là bao nhiêu năm trước rồi, lúc đó ông đã đến thiên trì du lịch rồi sao? Xí, tôi lừa ông làm gì, bố tôi là kiểm lâm, hồi nhỏ tôi thường leo Bạch Sơn với bố. Đã ngắm bình minh trên thiên trì không biết bao nhiêu lần rồi. Thứ đó không phải chỉ mình tôi nhìn thấy đâu, mấy người ở trạm giám sát cũng nhìn thấy, bọn họ còn viết bài đăng trên nhật báo Quang Minh nữa, các ông có thể đi tra xem. Đều là giả hết, lại có du khách nói, nếu không thì sao chỉ có các ông nhìn thấy, mười mấy năm nay mở cửa du lịch, ngày nào cũng đông nghịt khách du lịch, ai cũng chụp ảnh mà sao không ai nhìn thấy nữa. Đúng vậy, thiên trì là miệng núi lửa, mới phun trào mấy trăm năm trước. Trong này ngay cả một con cá nhỏ cũng không có, quái vật ở đâu ra chứ? Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, nếu có thứ gì thì tàu ngầm không người lái đã phát hiện ra từ lâu rồi. Các ông không tin thì tôi cũng bó tay. Người đó nhún vai, các ông nói khoa học, vậy tôi cũng nói khoa học với các ông. Các ông biết thiên trì sâu bao nhiêu, chứa bao nhiêu nước không? Thấy không ai trả lời, người đó đắc ý cười. Tôi nói cho các ông biết, độ sâu trung bình của thiên trì là 200 mét. Chỗ sâu nhất gần 400 mét. Tổng lượng nước chứa hơn 20 tỷ tấn. Nhiều nước như vậy thì từ đâu mà chảy đến? Còn không phải là mưa xuống sao? Người đó hơi khinh thường nói, phía Bắc Thiên Tỷ có một cái cửa, mỗi năm nước chảy ra từ đó là 1 tỷ 20 triệu tấn, tạo thành sông Thừa Cha và thác Trường Bạch, cũng là nguồn của sông Tùng Hoa. Nhưng lượng mưa hàng năm của Thiên Trì chỉ có 40 triệu tấn, chênh nhau 80 triệu tấn nước, còn chưa tính đến lượng nước bốc hơi. Thiên Trì không cạn. Vậy xin hỏi, 80 triệu tấn nước mỗi năm đó lấy ở đâu ra? Nghe những số liệu cụ thể như vậy, những người xung quanh lập tức tò mò, dựng tai lên lắng nghe. Có người nói, chắc chắn là nước ngầm chứ còn lấy nước ở đâu nữa. Nước ngầm, người đó chỉ vào những ngọn núi xung quanh thiên trì, biết bây giờ ông đang đứng ở độ cao bao nhiêu không? Thiên trì là hồ núi lửa cao nhất thế giới, trong phạm vi ngàn dặm, không có ngọn núi nào cao hơn núi Bạch Sơn. Ai cũng biết nước chảy chỗ thấp. Vậy xin hỏi làm sao đưa được nước ngầm ở chỗ thấp lên hồ cao hơn 2.000 mét này? Trừ khi cao nguyên Thanh Tạng có một đường ống ngầm thông thẳng đến Bạch Sơn thôi. Lúc này, những người nghe đều im lặng. Đúng vậy, nước từ đâu ra nhỉ? Quái vật hồ hay gì đó thì có thể cho là bịa đặt nhưng nước hồ thì có số liệu thực tế ở đó phải giải ích thế nào? Vậy tốt cuộc nước này từ đâu ra? Mọi người háo hức nhìn người đó. Nhưng câu trả lời của người đó lại khiến mọi người thất vọng. Tôi nào biết nước từ đâu ra, tôi chỉ nói cho các ông biết, thiên trì rất bí ẩn, đừng dễ dàng phủ nhận người khác như vậy, 80 triệu tấn nước nói đến là đến, thế thì có một con quái vật hồ thì có gì lạ. Nói cũng đúng, tôi còn nghe nói trong thiên trì có rồng, dưới đáy thông với Long Cung Đông Hải đó. Ồ, nói như vậy thì có vẻ có căn cứ rồi, con quái vật hồ mà ông ta nhìn thấy chính là một con rồng, 80 triệu tấn nước đó là từ Đông Hải chảy đến. Du khách đột nhiên trở nên nhiệt tình, vừa quay video ngắn vừa đưa ra đủ loại phỏng đoán càng vô lý, từ Long Cung đến Côn Luân, thậm chí cả hồ tắm của Vương Mẫu Nương Nương cũng bị bịa ra. Lớp già chúng ta biết một truyền thuyết rằng, trước đây có người nhìn thấy tiên nữ tầm ở hồ. Nhà ông có phải họ Đồng không? Mọi người đều cười ồ lên. Lý Dục Thần cười lắc đầu, chậm rãi rời đi. Nhưng 80 triệu tấn nước không rõ nguồn gốc đó vẫn khiến anh phải suy nghĩ. Dưới đáy hồ này nhất định có một đường nước, không nhất thiết là cao nguyên Thanh Tàng, có lẽ là một bí cảnh nào đó. Anh quyết định đợi đến tối, khi đêm khuya tĩnh lặng thì xuống nước để tìm hiểu thực hư. Giờ mà anh xuống nước, rồi bị người ta quay nói thành quái vật dưới hồ thì e là ngày mai sẽ lên trang nhất tin tức mất. Trưa nắng, khắp núi rừng đều là du khách, đủ màu sắc chen chúc trên những con đường mòn leo núi và quanh hồ. Lượng người đông đúc này tạo thành sự tương phản rõ rệt với thiên trì tĩnh lặng.
Hơi thở của con người che lấp hơi thở của thiên nhiên khiến nơi đây mất đi vẻ bí ẩn. Lý Dục Thần vừa chen chúc giữa đám đông du khách, trôi theo dòng người, vừa tìm kiếm sự nhiều loạn địa khí đáng ngờ trong thần thức. Nhưng rất tiếc, anh đã lang thang từ sườn núi phía Bắc đến sườn núi phía Tây rồi đến sườn núi phía Nam cả ngày rồi, thậm chí còn đến sườn núi phía Đông trong lãnh thổ Cao Ly nhưng vẫn không phát hiện ra. Điều gì? Vào lúc chạng vạng, du khách bắt đầu xuống núi người ít dần, thế giới trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Lý Dục Thần ngồi trên đỉnh núi, ngẩn người nhìn thiên trì và những ngọn núi trùng điệp. Những ngọn núi dưới chân in bóng khổng lồ dưới ánh hoàng hôn, phản chiếu trên mặt hồ. Thiên trì lắng lặng nằm đó như một người đẹp ngủ say ngàn năm, xinh đẹp, an lành nhưng không có hơi thở của linh hồn. Lý Dục Thần nhớ đến lúc này Lâm Mộng Đình cũng đang nằm như vậy ở nhà trong thành phố Hòa. Anh có chút sốt ruột. Thấy du khách đã ít đi, anh bèn tìm một góc không có người rồi nhảy vọt xuống hồ nước. Nước hồ lạnh lẽo mà trong vắt, từ trong nước nhìn lên, có thể thấy ánh mặt trời, mây và những ngọn núi xung quanh mang theo gợn sóng nước lặn tăn, như thể cả thế giới đều là ảo ảnh vậy. Càng lặn xuống sâu, ánh sáng càng trở nên tối tăm, sau vài chục mét đã là một màu đen kịt nhưng ngẩng đầu lên thì vẫn có thể nhìn thấy một mảng ánh sáng xanh lam lay động. Lý Dục Thần đột nhiên nghĩ đến biển Trầm Quang. Nghe nói tất cả ánh sáng ở đó đều bị hút vào đáy biển, càng lên trên càng tối, càng xuống dưới càng sáng, khó có thể tưởng tượng được đó là một cảnh tượng như thế nào. Nhớ đến lời Mã Sơn nói, biển Trầm Quang có phải là trung tâm của dải ngân hà không, Lý Dục Thần không khỏi bật cười. Bạch Sơn ở Thiên Trì là một miệng núi lửa khổng lồ, hồ rất sâu, chỗ sâu nhất khoảng 300-400 mét nhưng nhiệt độ nước không dám nhiều, ngược lại còn có hơi ấm áp. Đáy hồ có một số bong bóng nhỏ li tí, do dưới lòng đất là túi dung nham nên nhiệt độ tầng tương đối cao. Lý Dục Thần phát hiện nước là từ dưới chảy ra, nhưng bên dưới là đá ba gian dày đặc nên không phát hiện ra lối vào bí cảnh. Giống như lời du khách kia nói, gan đó không có nguồn nước nào cao hơn Thiên Trì. Không thể là nước ngầm thông thường được. Vậy thì chỉ có một khả năng, lối vào bí cảnh ở dưới thiên trì. Nhưng Lý Dục Thần không thể xuyên qua lớp đá ba gian dày vài cây em rồi chui vào túi dung nham được. Vì vậy anh chỉ có thể ra bên ngoài Bạch Sơn để tìm lối ra vào. Pháp Đế Mã nói Ô Mộc Thiếp đắc đạo ở Bạch Sơn, là người bảo vệ Bạch Sơn, nơi này rất có thể là đạo tràng của Ô Mộc Thiếp. Anh quyết định xuống núi. Đến thôn làng gần đó hỏi thăm người già về tin tức của nữ thần Bạch Sơn và người bảo vệ Bạch Sơn. Chỉ cần từng tồn tại thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Lý Dục Thần nổi lên từ dưới đáy hồ, khi nổi lên cách mặt nước còn vài chục mét, anh đã phát hiện ra điều bất thường. Trên mặt hồ có gợn sóng, tuy rất nhẹ nhưng vẫn có thể phân biệt được, không phải là gió thổi cuộn sóng bình thường. Hướng của gợn sóng đến từ phía đông. Lý Dục Thần lặn về phía đông, đến gần trung tâm gợn sóng. Anh nổi lên mặt nước thì thấy một cô gái đang nô đùa dưới hồ. Lúc này, bờ tây của thiên trì đã rất tối nhưng sườn đông vẫn còn một chút ánh sáng của hoàng hôn chiếu trên đỉnh núi phản chiếu xuống mặt hồ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô gái. Cô ấy nổi trên mặt nước, cách một lớp gợn sóng, trong ánh sáng nhàn nhạt, thân hình mỹ miều đầy đặn của cô ấy thoát ẩn thoát hiện, lay động uyển chuyển như một nàng tiên cá. Lúc này thiên trì không có khách du lịch. Bốn phía đỉnh núi đều tối tăm giống như những người khổng lồ đang canh giữ sự yên tĩnh này. Trong thiên trì vào giờ khắc này lại càng trở nên thần bí và xinh đẹp hơn, cũng giống như cô gái ở trước mặt này vậy. Khi Lý Dục Thần nhìn thấy cô ta anh đã đứng ngây ra mất một lúc. Vẻ đẹp của cô gái này trong sáng đến mức hòa vào thiên trì tĩnh lặng, dường như sự xuất hiện của cô ta ở đây không hề lạc lõng một chút nào. Cô gái nhìn thấy Lý Dục Thần thì khế kêu lên một tiếng, cô ta ôm lấy bả vai rồi rụt lại. Nhưng trong mắt không có bao nhiêu sự sợ hãi mà ngược lại lại tò mò nhiều hơn. Anh là ai? Cô ta hỏi bằng tiếng Cao Ly. Lý Dục Thần không hiểu cô ta nói gì, anh ngơ ngác lắc đầu, lắng lặng nhìn cô ta, thần thức quét qua, anh đang nghĩ vì sao một nơi như thế này lại xuất hiện một người phụ nữ như thế. Nhưng anh không hề phát hiện trên người cô gái có sự tồn tại của chút pháp lực hay yêu khí nào. Cô ta là một người bình thường. Trừ khi pháp lực của cô ta còn cao hơn anh vài cấp giống như đại sư huynh thì mới có thể che giấu thần khí của cô ta ở trước mặt anh được. Hai người đang lơ lửng trong thiên trì rộng lớn, thế giới yên tĩnh, bốn bề là núi non sừng sững, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cô gái đột nhiên cười một cái rồi nói bằng tiếng Hán, này, anh đến từ bên kia sao? Sao anh lại đến sườn núi phía đông này được thế? Anh bơi đến đây, sao? Lúc này Lý Dục Thần mới nhận ra rằng,
sườn núi phía đông thiên chỉ thuộc về Cao Ly, đây hẳn là một cô gái Cao Ly. Sao cô lại ở trong nước thế? Tôi đang bơi mà, nước của thiên chỉ vừa sạch sẽ lại vừa nhẹ nhàng khoan khoái, ban đêm không có người qua lại nên tôi mới xuống đây bơi, dễ chịu lắm. Cô gái cười khẽ một tiếng nhưng vẫn ôm vai như cũ, dù mang theo một chút ngượng ngùng nhưng trên môi cô ta lại nở một nụ cười rạng rỡ, không hề có chút nghi ngờ hay sợ hãi nào. Dưới sự ảnh hưởng của cô ta, Lý Dục Thần cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nước vào ban đêm lạnh lắm. Không đâu, cô gái nói, tôi chỉ thích cảm giác mát lạnh như băng này thôi. Không phải anh cũng đang bơi vào lúc này sao? Anh có bơi đâu, anh vẫn còn đang mặc quần áo mà. Cô gái chỉ vào Lý Dục Thần rồi nói. Đột nhiên cô ta nhận ra rằng bản thân đã buông hai tay đang ôm vai của mình ra nên khẽ, một cái rồi rút tay lại và cúi đầu mỉm cười. Lý Dục Thần ngây ngốc ngắm nhìn, có lẽ vì đã qua nhớ Lâm Mộng Đình giỏi nên anh mới cảm thấy lông mày và đôi mắt của cô ta có vài phần giống với Lâm Mộng Đình. Vừa nãy anh đang lặn ở dưới nước sao? Cô gái hỏi. Lý Dục Thần gật đầu một cái. Vì sao anh lại lẫn xuống nước thế? Thế vì sao cô lại đi bơi? Là vì vui đó. Tôi cũng là vì vui thôi. Thật sao? Thế thì anh buồn cười quá. Mọi người ở bên đó thật là... Cô gái nhìn thẳng vào mặt anh, có thú vị không? Lý Dục Thần không biết nên trả lời như thế nào. Anh cảm thấy chắc chắn bản thân anh không phải là một người thú vị, nếu nói đến thú vị thì anh còn không. Thú vị bằng Mã Sơn, có lẽ một cậu ấm như Trần Văn Học mới được coi là một người thú vị. Sắc trời dần tối sầm xuống. Trên bờ truyền đến tiếng gọi, Vưu Huynh, Vưu Huynh. Cô gái đáp lại một tiếng rồi đột nhiên bước đến nắm lấy đầu Lý Dục Thần và ấn đầu anh xuống nước. Trên bờ xuất hiện cái bóng của một người phụ nữ đang mặc bộ quần áo lao động rất đơn giản. Xung quanh thiên chỉ có những đỉnh núi cao ngất ngường, ở phía sườn núi phía nam, sườn núi phía tây và sườn núi phía bắc đều là những vách đá thẳng đứng, duy chỉ có sườn núi phía đông này là một sườn núi khá bằng phẳng và có thể đi xuống hồ. Sườn núi phía nam, bắc và phía tây đều thuộc về Hoa Hạ còn sườn phía đông lại thuộc về Cao Ly. Bọn họ cũng đã tiến hành khai thác ở sườn núi phía đông. Không những chỉ xây dựng đường ván xuống dốc mà còn xây dựng cả đường cáp treo trên không. Vưu Huynh, đừng nghịch ngợm nữa, trời sắp tối rồi, mau lên nhanh lên đi. Dạ, em biết rồi chị. Nhanh lên, chị sắp tan làm rồi. Chị ơi, chị đợi em bơi một lúc rồi em sẽ lên. Hai chị em bọn họ nói chuyện bô bô với nhau bằng tiếng Cao Ly. Lý Dục Thần bị ấn xuống dưới nước, trước mặt anh chính là cơ thể của cô gái. Dường như trong làn nước tối tăm đó anh vẫn có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng. Chị gái của Vưu Huynh bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi rời đi. Cô gái buông tay ra để Lý Dục Thần trồi lên mặt nước. Cô ta nhìn khuôn mặt của Lý Dục Thần, hai người, bốn mắt nhìn nhau. Đó là chị của tôi, cô ta nói. Tại sao cô lại nói dối cô ấy? Chị ấy là nhân viên quản lý du lịch ở đây, anh đến từ phía bên kia, không thể để chị ấy nhìn thấy anh. Nếu không nhất định chị ấy sẽ báo cáo lên trên, sau đó bọn họ sẽ đuổi anh đi. Như này không nên. Nhất định anh bơi ở đây là có nguyên nhân riêng, nếu đuổi anh đi thì có lẽ sau này anh sẽ không có cơ hội quay lại đây để bơi đâu. Cô không sợ tôi là người xấu sao? Không sợ, cô gái lắc đầu, đôi mắt sáng như ánh sao ở trên bầu trời. Cô tên là Vưu Huynh à? Viết như thế nào thế? Như thế nào cũng được. Dù sao thì đó cũng chỉ là cách phát âm mà thôi, anh phải hiểu tiếng Cao Ly thì mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng nếu dịch ra thì phát âm sẽ không hay đâu. Lý Dục Thần không hiểu vì sao khi dịch ra lại không hay. Còn anh thì sao? Vưu Huynh hỏi. Tôi tên là Lý Dục Thần. Lý Dục Thần. Vưu Huynh ngước mắt lên nhìn bầu trời, giờ đây bầu trời đã tràn ngập ánh sao sáng. Đừng ngâm mình trong nước nữa, chúng ta lên bờ thôi, Lý Dục Thần nói. Vưu Huynh gật đầu một cái. Hai người lên bờ với cơ thể ướt nhẹp. Vưu Huynh mặc quần áo một cách tự nhiên, không hề tỏ ra ngại ngùng trước sự có mặt của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần ngây ngốc nhìn mặt hồ yên tĩnh. Tôi không đẹp bảng hồ sao? Giọng nói của Vưu Huynh truyền đến từ phía sau. Lý Dục Thần quay đầu lại thì thấy Vưu Huynh đã mặc xong quần áo vào rồi. Đây là một bộ trang phục đậm sắc dân tộc, trông rất đẹp. Vưu Huynh nhìn anh với một nụ cười nhẹ ở trên khuôn mặt. Nhìn thấy nụ cười của cô ta, Lý Dục Thần lại nhớ đến Lâm Mộng Đình. Cô rất đẹp, còn đẹp hơn so với thiên chỉ, Lý Dục Thần nói. Vậy sao vừa rồi anh không nhìn tôi? Vẻ mặt của cô ta rất nghiêm túc,
không hề có chút nói năng tùy tiện nào, nghiêm túc giống như một đứa trẻ. Lý Dục Thần ngẩn người ngay lập tức, anh không biết nên trả lời như thế nào. Cô ta nhìn quần áo của anh rồi đột nhiên nói quần áo của anh đang ướt, sẽ bị ốm đấy. Không sao đâu, một lúc nữa là nó khô rồi. Thật ra Lý Dục Thần chỉ cần niệm chú một cái thì quần áo của anh sẽ khô ngay, nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy như vậy rất thoải mái. Vưu Huynh nói, không được, anh phải nhanh chóng thay quần áo đi. Anh xuống núi cùng với tôi đi, đi về nhà tôi sẽ lấy quần áo của anh trai tôi cho anh mặc. Cô ta không để anh nói thêm bất cứ lời nào đã kéo anh chạy lên sườn núi. Cô ta chạy được nửa chừng đã dừng lại rồi, xuýt một tiếng với anh và nói, cẩn thận một chút, đừng để chị tôi phát hiện. Hai người lặng lẽ tiến về phía trước, leo lên sườn núi giống như kẻ trộm, đi vòng qua trung tâm tiếp đón khách du lịch rồi lại phi thật nhanh xuống núi. Sau khi chạy một lèo xuống dưới chân núi, Vưu Huynh vừa hổn hển vừa cười lớn. À, vui quá đi mất. Không hiểu vì sao mà Lý Dục Thần cũng trở lên vui vẻ theo cô ta. Liệu chị cô có lo lắng nếu như không tìm thấy cô không? Không sao đâu, tôi vẫn thường bơi ở Thiên Trì rồi chạy một mạch về nhà mà. Cô ta nhăn mặt cái đồ không mặc quần áo. Cô ta nói xong thì cười khanh khách. Vưu Huynh kéo Lý Dục Thần đến ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi, đó là một ngôi làng nhỏ nhân và yên tĩnh, giống như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ. Anh trốn ở đây đi, tôi sẽ lấy quần áo cho anh. Vưu Huynh lặng lẽ bước vào nhà cô ta giống như một con mèo đi chơi về muộn. Đèn trong phòng được bật sáng lên và bên trong truyền đến một số tiếng trò chuyện. Sau đó đèn lại bị tắt đi, Vưu Huynh cầm trong tay một ít quần áo chạy ra ngoài rồi đưa cho Lý Dục Thần. Anh nhanh mặc vào đi. Quần áo trên người tôi khô rồi, Lý Dục Thần nói. Dường như Vưu Huynh không chịu tin, cô ta sờ quần áo ở trên người anh một cái rồi lại đưa tay vào trong cổ áo của anh. Anh cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn và mịn màng đang vuốt ve cổ và lưng của anh. Ôi, khô thật rồi này, thần kỳ quát, Vưu Huynh kinh ngạc nói. Lý Dục Thần hỏi cô ta, cô là người bản địa sao? Đương nhiên là vậy. Vậy cô đã bao giờ nghe nói đến vị thần hộ mệnh của Bạch Sơn chưa? Thần hộ mệnh, Vưu Huynh bối rối lắc đầu một cái. Là một người phụ nữ, có lẽ đó là một nữ thần, Lý Dục Thần bổ sung thêm. Nữ thần, hai mắt Vưu Huynh sáng lên, cô ta phấn khích nói, đó chính là tôi mà. Cô á, Lý Dục Thần kinh ngạc. Đúng thế, tôi tên là Vưu Huynh. Vưu Huynh trong tiếng của Cao Ly có nghĩa là nữ thần mà. Vưu Huynh, Lý Dục Thần lặng lẽ đọc tên của cô ta. Trời đã hoàn toàn tối, ánh trăng chiếu vào cơ thể cô ta phủ thêm lên người cô ta một luồng ánh sáng thánh thiện. Anh đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt và đường chân tóc của cô ta. Mộng Đình, Lý Dục Thần cũng không biết vì sao mà anh lại nhớ đến Lâm Mộng Đình. Ngũ quan của cô gái đang đứng trước mặt anh hoàn toàn khác với Lâm Mộng Đình nhưng lại khiến anh cảm thấy hai người bọn họ rất giống nhau. Mộng Đình là ai? Vưu Huynh tò mò hỏi. Cô ấy là vợ của tôi. À, thế thì chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp. Đúng vậy, cô ấy cũng đẹp giống cô vậy. Ngay vào lúc này, một giọng nói tức giận vang lên, Vưu Huynh. Đang nói chuyện với ai đấy? Sau đó đèn được bật sáng lên, một người đàn ông lao ra khỏi nhà. Trong tay còn cầm theo một cây gậy gõ. Được lắm, mày lại dám hẹn hò với cái thằng ất ơ nào đấy. Để tao xem là tên yếu đuối từ đâu đến dám đánh chủ ý lên Vưu Huynh của nhà tao. Vưu Huynh giật mình, vội vã kéo Lý Dục Thần bỏ chạy. Chạy nhanh lên, đó là bố tôi. Ông ấy sẽ đánh chết anh mất. Lý Dục Thần chạy theo sau Vưu Huynh. Nhưng phía sau còn có giọng nói giận dữ của bố. Vưu Huynh, các người chạy đi đâu? Các người đứng lại. Ta muốn đánh chết các ngươi. Vưu Huynh, con khốn này, tao biết ngay sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp nếu mày tỉnh lại mà. Đạo Lăng đại nhân vừa mới tuần tra nơi này, để đề phòng ảnh hưởng của phía bên kia sẽ gây ra những chuyện làm bài hoại thuần phong mỹ tục đấy. Mày dám lén lút qua lại với đàn ông, tao sẽ cho mày biết tay. Người dân trong thôn bị ông ta làm phiền, đèn lần lượt được bật lên, thậm chí ngay cả chó cũng sủa theo. Các thôn dân bước ra khỏi nhà và nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. À, thì ra là Vưu Huynh lén lút qua lại với đàn ông à. Vưu Huynh hôn mê nhiều năm như vậy, vừa mới tính đây đã được bao lâu đâu mà, sao cô ta có thể lén lút qua lại với đàn ông được cơ chứ? Thằng đấy ở đâu đến thế? Có phải hắn đến từ bên kia núi không? Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy mất. Đúng, đừng để hắn chạy mất. Vưu Huynh là một cô gái đơn thuần,
nhất định đã bị hắn lừa. Bên kia núi có rất nhiều kẻ lừa dối. Bắt hắn lại, đánh chết hắn. Càng ngày càng có nhiều người cầm theo cả gậy gỗ và rìu ra để chặn đường ra khỏi thôn. Chó trong thôn cũng sủa inh ỏi. Lý Dục Thần mặc cho Vưu Hình kéo anh đi, chạy trái chạy phải trong thôn nhỏ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị chặn ở một góc nhỏ. Mọi người dồn đến, bố của Vưu Hình đứng ở phía trước. Trông ông ta rất thô lỗ, râu ria mọc đầy mặt, đôi mắt đầy tơ máu, vừa mở miệng đã ngửi thấy đầy mùi rượu. Vưu Hình, con khốn này, mày hủy hoại thanh danh của tao, mau theo tao về nhà. Không, Vưu Hình trở lên bướng bỉnh, cô ta nắm chặt tay của Lý Dục Thần, con sẽ không về với bố đâu. Khốn kiếp, con khốn kia, mày thà đi với cái thằng ất ơ này chứ không cần về nhà nữa sao? Anh ấy không phải thằng ất ơ nào hết, anh ấy đến từ bên kia núi, bởi vì quần áo của anh ấy ướt nên con mới đưa quần áo của anh trai cho anh ấy thay. Lời của Vưu Hình đã xác nhận suy đoán của các thôn dân. Quả nhiên là người đến từ bên kia núi, người từ bên kia núi sang đây để lừa gạt nữ thần của chúng ta. Vưu Hình, cháu vẫn luôn hôn mê nên không biết người ở bên ngoài xấu xa đến mức nào đâu, cháu mau về với bố đi. Mọi người mỗi người một câu cố gắng khuyên nhủ cô ta, nhưng Vưu Hình vẫn đứng im bất động và vô cùng kiên định bảo vệ Lý Dục Thần ở phía sau lưng. Vưu Hình, nếu mày còn tiếp tục bảo vệ hắn, thì ngay cả mày tao cũng đánh luôn. Bố của Vưu Hình giơ cây gậy gỗ lao đến. Vụt lại. Vưu Hình đối mặt với cây gậy gỗ mà không hề né tránh, ánh mắt kiên định lạ thường. Bố đánh con đi, đánh chết con như bố đánh chết mẹ ấy. Cô ta nói. Lời của Vưu Hình đã chọc giận bố cô ta, ông ta rất tức giận, lực trên tay cũng tăng lên không ít. Lý Dục Thần kéo Vưu Hình về phía sau anh. Nhưng khi anh nhìn thấy bố của Vưu Hình đã lao đến trước mặt mình và vung cây gậy gỗ lên không trung thì anh chợt giật mình. Bởi vì anh phát hiện anh không thể xuất ra chút pháp lực nào. Anh giơ tay lên làm động tác đỡ cây gậy theo bản năng. Một tiếng, rắc, vang lên, cây gậy gỗ vỡ thành hai khúc. Trên cánh tay của anh truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Sao có thể như vậy? Lý Dục Thần kinh ngạc nhìn cánh tay sưng tấy của mình. Trải qua hai lần lịch kiếp, cơ thể của anh vốn dã trở lên cứng chắc như kim cương, ngay cả đạn cũng có thể dễ dàng chặn lại. Thế mà giờ đây anh lại bị thương bởi một cây gậy gỗ. Anh nhìn khắp xung quanh, dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã bao trùm nơi đây, khiến anh mất hết pháp lực và trở nên giống như một người bình thường. Bố của Vưu Hình sửng sốt một lúc vì cây gậy gỗ bị gãy, sau đó ông ta lại tức giận tìm kiếm xung quanh rồi nhặt một chiếc rìu ở trong góc tường lên và bước đến với vẻ mặt hung dữ. Đánh chết hắn đi! Giết chết hắn! Sau lưng ông ta chính là những tiếng gầm giận dữ của dân làng và những tiếng chó sủa điên cuồng. Gâu gâu gâu. Lý Dục Thần chịu đựng cơn đau, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể và sắp xếp lại suy nghĩ của chính. Mình. Không bình thường, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Cho dù có một trận pháp thần kỳ nào đó đảo ngược trục tâm linh của trời đất và khiến bản thân anh mất đi pháp lực thì cơ thể sau khi lịch kiếp cũng sẽ không biến mất. Nếu đã tôi luyện thành thép thì sẽ không đột nhiên biến trở lại thành quặng sắt. Chiếc rìu đang lao về phía anh. Anh không thể ngăn cản nó nhưng nếu anh né tránh thì nhất định nó sẽ chém về phía Vưu Hình đang ở phía sau. Vì để cứu anh mà cô gái này đã tình nguyện bị bôi nhọ thanh danh. Một cô gái giống như vậy thì sao anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ta bị thương được? Mau tránh đi, bố tôi thật sự sẽ giết chết anh. Đấy! Vưu Hình hét lên, cố gắng kéo Lý Dục Thần ra phía sau để cô ta tự mình chịu nhát rìu này. Đương nhiên Lý Dục Thần không chịu. Vì thế hai người bọn họ liền ôm lấy nhau. Lý Dục Thần ôm cô ta thật chặt rồi xoay người chữa lưng về hướng của chiếc rìu đang bổ xuống. Anh cảm nhận được sự mềm mại ở trong vòng tay, gần như khuôn mặt của anh đang kề sát mặt của cô ta, anh cũng nhìn thấy nỗi buồn và những giọt nước mắt trong veo trong đôi mắt ấy. Tại sao? Cô ta nhẹ nhàng hỏi. Nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị hôn. Giống như ngọn lửa thắp sáng trong đêm tối. Ngọn lửa bùng cháy cùng hơi ấm đã bao bọc lấy cô ta và anh. Lý Dục Thần cảm nhận được tiếng rít ở phía sau lưng, đó là tiếng rìu vụt qua trong không khí. Bố, bố dừng tay lại. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Chị, trong mắt Vưu Hình lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Dục Thần quay người lại, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm chặt bố của Vưu Hình. Bố, bố điên rồi sao? Đấy là Vưu Hình, là con gái của bố mà. Ai na? Buông bố dài đấy không phải là con gái của bố.
Đấy là một con khốn xấu xa. Nó đã hủy hoại gia phong của gia đình chúng ta. Bố muốn đánh chết đôi cẩu nam nữ này. Vưu Hinh, chạy mau. Mau chạy đi, chị gái Aina hét lên. Lúc này Vưu Hinh mới như tỉnh lại từ trong mộng rồi kéo Lý Dục Thần chạy ngang qua người bố cô ta. Nhưng con đường ra khỏi thôn đã bị thôn dân chặn lại nên hai người bọn họ không còn đường nào để đi. Bọn họ trèo lên bức tường khá thấp ở bên cạnh, phía sau nó chính là một sơn cốc sâu thẳm. Mấy con chó đuổi sát theo bọn họ, mặc dù chúng không tiến lên gần nhưng vẫn một mực đuổi theo và sủa điên cuồng. Ánh đèn pin và tiếng bước chân lộn xộn của thôn dân càng ngày càng gần hơn. Vưu Hinh do dự một lát, sau đó kéo Lý Dục Thần nhảy xuống sơn cốc sâu thẳm. Sau lưng truyền đến những giọng nói kinh hãi của thôn dân. Vưu Hinh, các cháu không thể đi vào đó đâu, nơi đó là cấm địa. Vưu Hinh, trong sơn cốc sâu thẳm, tiếng hò hét của thôn dân ngày một xa dần và sau lưng cũng không còn ai đuổi theo bọn họ nữa. Lý Dục Thần phát hiện linh khí của nơi này vô cùng dồi dào nhưng anh vẫn không thể nào khôi phục được pháp lực của bản thân, cơ thể yếu ớt giống như một đứa trẻ sơ sinh. Điều này khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt, như thể mặt anh bị che lại bằng mặt nạ dưỡng khí, cũng giống như phổi bị mất khả năng hô hấp. Đây là nơi nào? Anh hỏi. Tôi cũng không biết, Vưu Hinh nói, chưa từng có người đi vào trong này, người xưa đều nói nơi này chính là cấm địa. Bọn họ đi trong đêm tối. Đi qua một đoạn đường núi gồ ghề, phía trước bỗng nhiên rộng mở thông thoáng, từng mảng hoa rực rỡ nở rộ trước mắt như thể ánh sao trên trời rơi xuống điểm xuyết trên mặt đất hoặc cũng có thể là cánh hoa trên mặt đất bay lên để trang trí cho bầu trời. Oa, ở đây đẹp quá. Vưu Hinh xoay người lại, váy bay trong làn hoa như một chú bướm xinh đẹp nhẹ nhàng. Lý Dục Thần nhìn cô, không khỏi có chút ngây. Ngốc. Mộng Đình, anh khẽ gọi một tiếng. Hửm, anh gọi tôi sao? Vưu Hinh quay đầu lại cười với anh. Lý Dục Thần hơi sửng sốt mới biết mình lại gọi nhầm. Vưu Hinh, sao họ nói cô vẫn còn ngủ say? Vì hồi nhỏ tôi mắc một căn bệnh lạ, phải ngủ thường xuyên, ngủ một giấc rất lâu. Cũng không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Có khi vài tháng tỉnh một lần, có khi vài năm tỉnh một lần. Thì ra là vậy. Lý Dục Thần không biết nên an ủi cô như thế nào, mắc phải căn bệnh như vậy cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Mẹ cô đâu? Vưu Hinh lắc đầu rồi ngồi xuống giữa những bông hoa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Khuôn mặt cô thoáng chút buồn. Lôi nhỏ, mỗi lần tôi tỉnh lại đều thấy bố uống rượu chửi bới. Ông ấy mảng tôi là đồ bỏ đi chỉ biết ngủ, mẹ bảo vệ tôi thì bố lại đánh bà ấy, mẹ lại ôm tôi khóc. Tôi hỏi mẹ, bố là người xấu sao? Bà ấy nói không phải, bố không phải người xấu, bố chỉ cố chấp giống như đá. Sau đó có một lần tính lại, tôi không thấy mẹ nữa. Họ nói mẹ đi rồi và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có người thì nói mẹ chết rồi, tôi biết mẹ không chết, bà ấy lên thiên đường rồi. Mẹ đang nhìn tôi đấy. Anh xem, đó là mắt của bà ấy kìa. Vưu Hinh chỉ vào bầu trời đầy sao nói. Người vừa nãy là chị gái cô sao? Đúng vậy, chị tôi tên Aina, chị ấy làm việc trên núi, phụ trách trông coi cáp treo. Chị tôi rất nghiêm khắc nhưng chị ấy rất tốt với tôi. Aina, Aina, Lý Dục Thần lẩm bẩm, tên của hai người lạ thật. Thật sao? Vưu Hinh ngạc nhiên nhìn anh, hình như đúng là có chút vậy thật, con nhà người ta đều tên là Tố Hy, Mẫn Ân, Hiếu Châu, Nghiên Tú gì đó, chỉ có tên tôi và chị gái là đặc biệt, của chị tôi lại còn có ba chữ. À đúng rồi, tên anh trai tôi cũng rất đặc biệt, anh ấy tên Ba Kỳ Lan. Anh trai cô đâu? Tôi cũng không biết, anh trai rất ít khi ở nhà, anh ấy là một người kỳ lạ giống như tên. Lý Dục Thần cảm thán, đây đúng là một gia đình kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến nơi kỳ lạ này, ngay cả pháp lực cũng không thể sử dụng. Sức mạnh thể xác của lôi kiếp cũng sẽ biến mất thì chuyện gì xảy ra cũng là bình thường thôi. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Chúng ta, Vưu Hinh ngồi trong biến hoa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hai tay cô ta đan vào nhau rồi đặt trước ngực kết hôn đi. Cô ta nói một cách tự nhiên như thể đang nói về việc ăn cơm uống nước vậy nhưng lại rất chân thành. Lý Dục Thần sửng sốt, những lời bất ngờ của cô gái nhỏ này khiến anh kinh ngạc, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lúc anh hôn tôi đã quyết định sẽ lấy anh rồi. Cô ta quay đầu nhìn Lý Dục Thần, trên mặt nở nụ. Cười, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Anh xem, nơi này đẹp biết bao. Những bông hoa, này, những vì sao này. Mẹ tôi đang ở trên trời chúc phúc cho chúng ta đấy. Tôi, Lý Dục Thần có hơi hổ thẹn, anh nhớ lại sự.
Đường đột và hấp tấp vừa rồi, đáng lẽ anh không nên xâm phạm một cô gái ngây thơ như vậy tôi. Tôi có vợ rồi, cô ấy tên là Mộng Đình. Ánh mắt Vưu Hinh tối sầm lại, một tia thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt cô ta nhưng rất nhanh cô ta lại cười. Hay, đúng là viển vông thật, cô ta thở dài rồi đứng dậy, tôi biết mà, cảnh đẹp đến mấy cũng không thể giữ lại được, cuộc đời cũng giống như nước trong sông vậy, cứ trôi mãi. Vì vậy tôi thích thiên trì, nó mãi mãi nằm yên bình trong vòng tay của những ngọn núi, núi còn thì nó sẽ còn mãi. Ngọn núi của tôi ở đâu nhỉ? Vưu Hinh đứng giữa. Những bông hoa rực rỡ dường như có một sự lưu luyến vô hạn, chúng ta đi thôi. Cô ta lặng lẽ đi trước. Lý Dục Thần lặng lẽ đi theo. Hoa nở dọc đường, sao đêm theo chân. Chỉ là hai người vẫn luôn một trước một sau, giữ khoảng cách một bước. Bước chân này khiến mọi điều tốt đẹp và niềm vui tan thành mây khói biến thành nỗi buồn và tiếc nuối. Vưu Hinh, đứng lại. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, cao lớn, khỏe mạnh, đứng đó như một ngọn núi. Anh trai, Vưu Hinh ngạc nhiên nhìn người đàn ông, sao anh lại ở đây? Câu này phải là anh hỏi em mới đúng, sao em lại đến đây? Đây là cấm địa mà, Ba Kỳ Lan nghiêm nghị nói. Em, Vưu Hinh không muốn nói ra sự thật nhưng cô ta lại không giỏi nói dối. Anh hiểu rồi, Ba Kỳ Lan nhìn Lý Dục Thần sau lưng Vưu Hinh, em bị tên đàn ông dị tộc này lừa rồi. Không, anh ấy không lừa em, là em dẫn anh ấy đến đây. Vưu Hinh, em phải biết đây là cấm địa, những người vào đây đều phải chết. Tại sao? Đây là lời nguyên cổ xưa, là ý muốn của thần linh. Vậy tại sao anh lại ở đây? Vì anh là người bảo vệ của thần linh, trên người Ba Kỳ Lan có một lưỡng uy thế đặc biệt như thể đã có. Được sức mạnh của thần linh vậy. Anh trai, Vưu Hinh ngạc nhiên nhìn anh trai, anh muốn giết bọn em sao? Trong mắt Ba Kỳ Lan lộ ra một tia thương xót. Vưu Hinh, em là em gái của anh không muốn em chết. Về nhà đi, ngủ đi. Nhưng người đàn ông đi cùng em này, anh ta phải chết. Không, em không cho phép anh giết anh ấy. Vưu Hinh nói. Em muốn vì một người xa lạ mà làm trái với anh sao? Em không muốn làm trái với anh nhưng anh ấy không phải là người xa lạ, anh ấy. Anh ấy là người trong lòng em. Trên mặt Vưu Hinh thoáng ửng hồng, em đã trao hết mọi thứ của mình cho anh ấy rồi. Em là thiên trì, anh ấy chính là ngọn núi của em, là đỉnh bạch đầu của em. Em nói gì cơ? Ba Kỳ Lan kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần, Vưu Hinh, em làm anh thất vọng quá rồi. Anh trai, em theo đuổi tình yêu đích thực của mình, anh nên vui mừng cho em chứ, giống như mẹ vậy. Vưu Hinh nói. Mẹ, Ba Kỳ Lan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt bỗng hiện lên vẻ bi thương, Vưu Hinh, em có biết mẹ đã chết như thế nào không? Mẹ chết là vì lời nguyền của em đấy. Vưu Hinh kinh ngạc nhìn anh trai, em có lời nguyền gì? Khi em được sinh ra, có một lời nguyền giáng xuống em, nói rằng một ngày nào đó em sẽ bị ác quỷ mang đi, làm thần linh nối giận, gia tộc chúng ta sẽ vì thế mà bị trừng phạt, tất cả mọi người sẽ bị đày xuống địa ngục. Bố mắng em không phải vì em bị bệnh mà là vì sự không may mắn của em có thể mang đến tai họa cho gia đình. Mẹ vì thế mà đau lòng, đã nhiều lần cãi nhau với bố, không tiếc chịu trận đòn độc ác của bố vì em đấy. Bố từng là một người vĩ đại, là dũng sĩ trong mắt thôn dân, là niềm tự hào của mẹ và chúng ta. Từ khi em được sinh ra thì bố bắt đầu uống rượu, chửi bới, phát điên vì rượu. Đêm mẹ mất, bọn họ vẫn đang cãi nhau vì em. Vưu Hinh, bây giờ em xông vào cấm địa, quấy rầy thần linh đang ngủ say, tất cả những điều này đều ứng nghiệm lời nguyền trên người em. Anh không muốn điều đó là sự thật. Vưu Hinh, anh không muốn. Trong mắt Ba Kỳ Lan đã có nước mắt nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định. Sát khí trên người anh ta tăng lên. Nếu em muốn ngăn cản, anh sẽ giết cả em Vưu Hinh, đừng trách anh là người bảo vệ cấm địa. Toàn bộ gia tộc chúng ta đều là như vậy. Trong tay Ba Kỳ Lan xuất hiện một thanh đao dài, thân đao sáng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của những vì sao. Anh ơi, em cầu xin anh. Vưu Hinh lao tới ôm lấy Ba Kỳ Lan. Nhưng Ba Kỳ Lan dường như không hề lay động. Từ từ giơ đao lên. Anh trai. Trong giọng nói của Vưu Hinh chất chứa nỗi buồn và tuyệt vọng. Cô ta ôm chặt lấy eo Ba Kỳ Lan rồi hét lớn với Lý Dục Thần, anh mau chạy đi. Mau chạy đi. Tất nhiên Lý Dục Thần sẽ không chạy. Anh chưa bao giờ chạy trốn, càng không để một cô gái mạo hiểm tính mạng để bảo vệ mình. Vưu Hinh, để tôi. Anh bước tới, không hề sợ hãi đối mặt với lưỡi đao lạnh lẽo.
Ba Kỳ Lan gật đầu, xem ra anh cũng là một thằng đàn ông. Vưu huynh, tránh ra, để anh ta đấu với anh. Anh ta hất Vưu huynh ra, đối mặt với Lý Dục Thần. Vưu huynh ngã vào bụi hoa rồi lại bò dậy, cô ta nhìn hai người đàn ông mà khóc nức nở. Lý Dục Thần chăm chú nhìn Ba Kỳ Lan. Trên người Ba Kỳ Lan có một sức mạnh như dã thú. Hiện tại Lý Dục Thần không có thần thức nhưng vẫn có thể nhận ra sức mạnh này không phải từ bản thân anh ta mà là do một loại pháp thuật nào đó thêm vào. Điều này chứng tỏ có thể nơi đây tồn tại pháp thuật, chỉ là pháp tắc không gian khác với bên ngoài mà thôi. Có lẽ có một pháp trận vô cùng to lớn bao phủ không gian này, pháp trận được thiết kế với pháp tắc không gian và quy tắc thiên đạo khác với bên ngoài nên khiến anh mất đi tu vi và pháp cảnh. Nhưng ở đây, làm sao lại có một pháp trận mạnh đến vậy? Thậm chí có thể thay đổi cả quy tắc thiên đạo chứ. Pháp trận tương tự mạnh nhất mà Lý Dục Thần biết cho đến hiện tại chính là kiếm trận vạn tiên ở trên thiên đô, kết nối với hư không bên ngoài vũ trụ. Ngoài ra còn có bí cảnh do rồng canh giữ trong hoang trạch, thời không ở đó bị bóp méo, pháp tắc không gian khác với bên ngoài nhưng khi anh vào đó thì pháp lực tu vi không bị mất đi. Sư huynh nói rằng trên đời có rất nhiều bí cảnh đang mở ra, chẳng lẽ đây cũng là một trong số đó? Nếu đây là bí cảnh thì mình đã xông vào từ lúc nào? Pháp trận mạnh mẽ này tồn tại để làm gì? Là để che giấu một bí mật nào đó hay là để trấn áp một sự tồn tại mạnh mẽ như thần linh? Nhìn bề ngoài Ba Kỳ Lan thì không mạnh lầm, nếu ở bên ngoài thì ngay cả Lâm Vân cũng có thể giết chết anh ta. Nhưng trong không gian này, anh ta là bất khả chiến bại. Anh ta là người bảo vệ cấm địa này, tương đương với việc không gian này đã mở cho anh ta một số quyền hạn nhất định. Có được sức mạnh gia trì của thần linh. Muốn đánh bại anh ta Lý Dục Thần chỉ có hai cách. Một là phá hủy pháp trận, khiến pháp tắc không gian mất hiệu lực. Nhưng một pháp trận to lớn như vậy, anh không nhìn ra được một chút manh mối nào, thậm chí còn không biết mình đã vào trận từ lúc nào, ngay cả cảnh vật trước mắt là thật hay giả anh cũng không rõ thì nói gì đến chuyện phá. Hai là tìm hiểu rõ pháp tắc không gian ở đây, nắm được nguyên lý, thuận theo nó mà làm thì cũng có thể khôi phục lại tu vi pháp lực. Thực ra thế giới hiện thực cũng vậy, chúng ta đều sống trong một thế giới có pháp tắc không gian đặc biệt, tất cả mọi người chỉ có thể sống dưới những quy tắc do thiên đạo đặt ra. Cái gọi là tu hành hoặc là phá vỡ quy tắc hoặc là tìm hiểu rõ nguyên lý của quy tắc, trước là nghịch thiên, sau là thuận thiên. Đao của Ba Kỳ Lan bổ xuống. Lý Dục Thần nhảy sang một bên. Ánh sáng trắng lóe lên, lưỡi đao lướt qua vai anh. Anh cảm thấy một cơn đau, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả quần áo anh. Rốt cuộc vẫn chậm. Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, cẩn thận cảm nhận sức mạnh truyền đến từ đao của Ba Kỳ Lan. Sức mạnh đặc biệt trên người Ba Kỳ Lan chính là điểm yếu duy nhất của pháp tắc không gian này. Không gian này không cho phép pháp lực tồn tại đã mở cho Ba Kỳ Lan một quyền hạn đặc biệt, tương đương với việc mở cửa sau. Khi đao thứ hai của Ba Kỳ Lan chém tới, anh lại nhảy sang một bên. Nhưng lần này, anh không né tránh mà chủ động nghênh đón. Lưỡi đao cắt vào nách anh, đâm vào ngực anh. Vưu huynh hét lên một tiếng. Nhưng Lý Dục Thần không nghe thấy, anh tập trung toàn bộ sự chú ý vào sức mạnh truyền đến từ đao và lưỡi đao. Trong khoảnh khắc đó, anh đã tìm ra lỗ hổng của pháp tắc không gian này, khiến mình có được quyền hạn không gian giống như Ba Kỳ Lan. Trong nháy mắt, pháp lực và thể xác của anh đều trở nên mạnh lên. Mặc dù vẫn còn chênh lệch rất lớn so với thực lực ban đầu của anh nhưng như vậy đã đủ để anh chống lại Ba Kỳ Lan. Thân đao kẹt trong lồng ngực anh nên không thể tiến thêm được nữa. Ba Kỳ Lan sửng sốt, nghi ngờ nhìn Lý Dục Thần ngay lúc này, trên thân đao lóe lên một tia chớp, quấn quanh như dần, uốn lượn đến tay cầm đao của Ba Kỳ Lan. Ba Kỳ Lan rên lên một tiếng, cơ thể bị hất văng ra ngoài rồi ngã vào bụi hoa. Anh trai! Vưu Hinh chạy đến bên Ba Kỳ Lan, lay lay người anh ta. Anh ta, không sao đâu, chỉ là, ngất đi thôi. Lý Dục Thần nói hơi khó khăn, dù sao thì ngực anh vẫn còn cầm một thanh đao dài. Pháp lực của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ tìm được một chút lỗ hổng của pháp tắc không gian này thôi, không đủ để anh phớt lờ vết thương này. Anh bước tới, chân bước loạng choạng, suýt ngã. Này, Vưu Hinh đứng dậy, một tay đỡ anh không sao chứ? Nhìn thấy vết thương ở ngực và máu của anh, cô ta sắp khóc đến nơi. Lý Dục Thần nắm lấy cán đao, khó khăn rút từng chút một. Vưu Hinh như nghe thấy tiếng kim loại và xương cọ sát vào nhau. Anh sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu, cô ta lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Mau đi,
Lý Dục Thần nói, tôi phải tìm một nơi để chữa thương. Vưu Huynh đỡ anh đi về phía trước dọc theo con đường đầy hoa. Máu nhỏ giọt trên đường. Bọn họ đi vào rừng, tìm thấy một hang động rồi chui vào trong. Hang động rất tối, chỉ có cửa hang có một chút ánh sáng. Lý Dục Thần tìm một nơi khô ráo ở cửa hang ngồi xuống, bắt đầu ngồi thiền. Anh phải lợi dụng lỗ hổng nhỏ của pháp tắc không gian này để nhanh chóng chữa lành vết thương, sau đó tìm cách mở rộng quyền hạn của mình trong không gian này. Pháp lực ít ỏi hiện tại của anh không mở được pháp bảo không gian nên không lấy được thuốc và pháp khí. Máu chảy từ vết thương ở sườn xuống. Anh cảm thấy choáng váng. Vưu Hinh muốn tiến lên làm gì đó nhưng lại sợ làm phiền anh. Cô ta đành quỳ xuống ở cửa hang, cầu nguyện thầm với bầu trời. Thần linh ơi, xin hãy tha cho anh ấy, đừng để anh ấy chết, tôi nguyện dùng mạng sống của mình để đối lấy mạng sống của anh ấy. Gió thổi vào rừng cây như tiếng khóc của phụ nữ. Vài đám mây đen trôi tới che khuất cả bầu trời đầy sao. Vưu Hinh, các người ở đâu? Ra đây cho anh. Giọng nói của Ba Kỳ Lan truyền theo tiếng gió. Vưu Hinh vội vàng chạy vào hang kéo Lý Dục Thần dậy. Nhanh lên, anh trai tôi đuổi tới rồi. Bọn họ đi vào sâu trong hang rồi trốn vào bóng nhưng không ngờ, hang này rất nông, đi vài bước. Là hết đường. Vưu Hinh đỡ Lý Dục Thần ngồi dựa vào tường, hai người co rúm trong bóng tối. Vưu Hinh, tôi tìm thấy các người rồi. Mau ra đây, đi. Tiếng của Ba Kỳ Lan ngày càng gần. Lý Dục Thần cảm thấy một thân thể ấm áp ôm chặt anh từ phía sau, hơi thở như hoa lan phả vào tai anh. Dục Thần, tôi sẽ không để ai làm hại anh đâu. Trừ khi tôi chết. Nghe câu này, thân thể Lý Dục Thần run lên, trong đầu như sấm nổ. Mộng đình. Trong bóng tối, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng chắc chắn tiếng gọi Dục Thần vừa rồi chính là giọng nói của Lâm Mộng Đình. Lý Chí nói cho anh biết, Lâm Mộng Đình vẫn còn đang ở thành phố Hòa cách xa vạn dặm, nằm trên giường ở Ngô Đồng Cư, hồn bay phách lạc, vô tri vô giác. Còn người đang ở bên cạnh anh lúc này là một cô gái của dân tộc Cao Ly tên là Vưu Hinh. Lẽ nào là hồn phách bị lạc của Lâm Mộng Đình đã nhập vào cơ thể của Vưu Hinh? Nhưng mà, sao có thể như thế được chứ? Vưu Hinh chỉ là một cô gái hiền lành bình thường thôi mà. Vưu Hinh, anh tìm thấy hai người rồi. Ba Kỳ Lan chui vào bên trong sơn động. Tay anh ta đang cầm một ngọn đuốc, ngọn lửa chiếu sáng cả hang động, những tảng đá trên vách hang ướt nhẹp như thể người đá đang rơi lệ. Ba Kỳ Lan đứng trong ánh lửa trông vô cùng uy nghiêm. Khuôn mặt của anh ta vuông vần, ngũ quan đương nhiên cũng rất ngay thẳng, khí phách còn mang theo mấy phần chính trực. Anh ơi! Em không cho phép anh làm tổn thương anh ấy. Vưu Hinh nói. Ba Kỳ Lan không để ý đến Vưu Hinh, anh ta nhìn Lý Dục Thần rồi hỏi, rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại có thần lực? Thần lực ở trên trời được chia sẻ cho tất cả mọi người, đó không phải đặc quyền của anh và cũng chẳng phải đặc quyền của bất kỳ người nào, Lý Dục Thần nói. Ba Kỳ Lan sửng sốt một lát, tức giận nói, ăn nói hàm hồ. Nơi này chính là cấm địa, chỉ những người được thần cho phép thì mới có thể vào. Chỉ những người cống hiến hết mình cho thần mới có thể được thần ban cho pháp lực. Anh ăn trộm thần lực mà còn dùng những lời nói hàm hồ để nhiễu loạn lòng người, anh chính là ác ma trong truyền thuyết. Tôi sẽ giết chết anh. Lần này Ba Kỳ Lan không dùng dao mà móc ra một khẩu súng. Đây là một khẩu súng lục Pectusen với hoa văn tinh xảo ở trên thân. Lý Dục Thần không ngờ rằng Ba Kỳ Lan có súng. Ở vùng cấm địa này, theo lý mà nói, nếu quy luật của không gian là khác nhau thì một khẩu súng như vậy cũng nên mất hết hiệu lực mới đúng. Nhưng cũng có khả năng Ba Kỳ Lan chính là người bảo vệ của cấm địa nên anh ta sẽ có quyền hạn của người bảo vệ. Mặc dù Lý Dục Thần đã tìm ra một số sơ hở trong quy tắc nhưng lượng pháp lực mà anh đã khôi phục hiện giờ vẫn chưa đủ để có thể chống lại đạn, huống chỉ anh lại vừa bị trọng thương. Họng súng đen ngòm chữa thẳng về phía anh. Ba Kỳ Lan bóp cò. Không. Vưu Hinh đứng chắn ở trước mặt Lý Dục Thần bất chấp sự an toàn của bản thân. Không! Không! Giọng nói của ba người chồng lên nhau và cuối cùng bị tiếng súng đè lên. Đạn bản vào tim của Vưu Hinh. Vưu Hinh! Lý Dục Thần và Ba Kỳ Lan đồng thời hét lên. Lý Dục Thần dùng tay che ngực của Vưu Hinh, máu tươi chảy ra từ giữa các ngón tay của anh. Anh dùng hết số pháp lực vừa mới được hồi phục để cố gắng hết sức trị liệu cho Vưu Hinh. Nhưng viên đạn đã bần trúng tim của cô ta, trừ phi anh phá bỏ những ràng buộc của quy tắc không gian ở nơi này thì sẽ khôi phục hoàn toàn cảnh giới pháp lực. Vưu Hinh, Ba Kỳ Lan cũng lao đến, sao em lại phải làm như vậy?
vì sao thế, anh không muốn giết em mà. Mau lên, mau giúp cô ấy cầm máu đi cái đầu ngu này, Lý Dục Thần hét lên. Nhưng dường như Ba Kỳ Lan cũng không biết nên làm như thế nào mà chỉ ngơ ngác lắc mạnh cơ thể của Vưu Huynh. Cút đi, đều là do anh đã hại cô ấy. Lý Dục Thần không khỏi giận dữ hét lên khi thấy Ba Kỳ Lan có quyền hạn không gian mà ngay cả pháp thuật chữa trị cơ bản cũng không có. Nhìn thấy máu của Vưu Huynh vẫn đang chảy ra không ngừng, Lý Dục Thần cảm thấy bất lực và tức giận đến cùng cực. Sát ý dâng lên từ tận đáy lòng, sự tức giận cũng sôi sục ở trong máu anh. Anh nghe thấy những câu thần chú cổ xưa từ khoảng không xa xôi, anh nhìn thấy ánh nắng mặt trời thiêu đốt làm khô biển cả, dung nham cũng phun trào ra ngoài. Một bóng đen xuất hiện dưới ánh mặt trời đỏ rực và nhảy một điệu nhảy kỳ lạ. Giết! Trời sinh vạn vật để nuôi sống con người nhưng không một người nào có thể báo đáp trời, giọng nói của Lý Dục Thần mang theo sát khí lạnh thấu xương. Anh ôm Vưu Huynh rồi nhảy múa ở trong hang động. Ma quỷ, anh là ma quỷ. Ba Kỳ Lan đang tựa lưng vào vách động nhìn anh với vẻ mặt kinh hãi. Tôi chính là trời, trời là tôi, giết hết tất cả những người làm trái đạo trời trên thiên hạ. Giết, 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 giết. Khi Lý Dục Thần niệm xong chữ giết cuối cùng, trên trời liền hiện lên một tia sét khổng lồ màu đen. Không sai, là màu đen. Tia sét đó còn đen hơn cả màn đêm, như thể nó đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng ở xung quanh, thậm chí ngay cả âm thanh cũng đều là màu đen. Tia sét xé nát cả không gian. Biển hoa bao la trên núi khô héo ngay lập tức, cây cối nhanh chóng biến mất, để lộ ra những tảng đá núi cân. Lý Dục Thần đứng ở trên một tảng đá lớn, tay trái ôm Vưu Huynh còn tay phải cầm một thanh kiếm màu đen. Ba Kỳ Lan kinh hãi hét lên, trời ơi, lời tiên trí của người thành sự thật rồi. Ác ma đến rồi. Anh ta quỳ xuống mặt đất đầy sỏi đá vụn rồi bắt đầu cầu nguyện với bầu trời. Một lưỡng kiếm khí màu đen lao đến làm cho cơ thể của Ba Kỳ Lan bị đánh thành từng mảnh. Chỉ còn tiếng cầu nguyện của anh ta vẫn còn vang vọng ở trong gió. Mặt của Lý Dục Thần phủ đầy sự lạnh lẽo, sát khí vây quanh người anh. Nếu như lúc này có một cái gương thì anh đã có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của bản thân, giữa lông mày còn mang theo một chút phiền muộn như thể có một con mắt thứ ba đang cố gắng trồi lên. Anh ngồi xuống rồi đặt cơ thể của Vưu Huynh lên đùi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực của cô ta, trên đầu ngón tay có một viên đạn, chỉ bóp nhẹ một cái, nó đã biến thành một làn khói xanh. Vưu Huynh chậm rãi mở mắt, cô ta nhìn thấy anh, thì trên mặt lộ ra một nụ cười. Khuôn mặt của cô ta vẫn không hề thay đổi. Ngũ quan vẫn như cũ, vẫn xinh đẹp như vậy mà nhan sắc lại càng xinh đẹp hơn, vẻ đẹp lại có phần mê hoặc hơn một chút. Đôi mắt của cô ta như thể đã đi xuyên qua cõi vĩnh hằng, coi thường hết thảy những thăng trầm của cuộc đời, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được sự dịu dàng của cô ta. Anh đến rồi. Tôi đến rồi đây. Tôi biết nhất định anh sẽ đến mà Dục Thần. Dục Thần, dường như Lý Dục Thần rất xa lạ với tên của chính mình và dường như lại có thêm một chút xúc động như thể anh đã nhớ ra chuyện gì đó. Tôi nên gọi anh là giáo chủ. Vưu Huynh nở một nụ cười xinh đẹp, một nụ cười đầy quyến rũ. Vào khoảnh khắc đó, một tia chớp đã lóe lên dòng đầu Lý Dục Thần như thể tất cả mọi chuyện đều đã trở nên rõ ràng. Anh ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng của mỹ nhân đang trong vòng tay mình, ký ức từ xa xưa cũng đang được đánh thức. Ô Mộc Thiếp, anh gọi to một câu. Cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi rồi. Ô Mộc Thiếp nằm ở trong lòng anh mang theo một chút thẹn thùng. Tôi ở thiên trì này ngắm nhìn mặt trời lặn từ ngày này qua ngày khác, vẫn luôn một mực đợi anh. Cô ta đứng dậy rồi vung tay lên trên vách núi vỡ vụn. Một vùng đầy ánh sao lấp lánh hiện lên, trên vách đá xuất hiện một cánh cổng bằng đồng, trên cửa còn khắc ba chữ được viết theo lối điểu trùng văn sao, hang thần vu. Sao điểu trùng văn, là loại chữ được chuyên dùng để khắc triện thư và rất khó đọc. Anh đã đồng ý cưới tôi rồi, đêm nay, ngay trong hang thần vu này. Có trời đất làm chứng, chúng ta sẽ kết làm một thế. Ô Mộc Thiếp quay người lại và nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cánh cửa bằng đồng ở phía sau lưng đần được mở ra, sương mù ở bên trong dày đặc, mờ mịt, mơ hồ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ô Mộc Thiếp kéo Lý Dục Thần giống như khi nấy, Vưu Huynh đã kéo anh. Hai người chậm rãi đi vào bên trong hang thần vu. Sau khi xuyên qua sương mù dày đặc, khung cảnh đột nhiên mở ra, khung cảnh trắng xóa ôm lấy mặt hồ sáng như gương. Giống hệt như núi bạch đầu của thiên trì. Nhưng ở đây lại có nhiều hơn hồ thiên trì một tòa trang viên. Ô Mộc Thiếp phi qua mặt nước và kéo theo Lý Dục Thần vào trong trang viên. Khung cảnh trong trang viên thơ mộng, trữ tình,
trăm hoa đua nở, rực rỡ sắc màu, chim kêu vượn hót, muôn thú bay nhảy, đó là một khung cảnh vô cùng yên bình. Giáo chủ, anh nhìn đi, khi anh không có ở đây tôi đã sắp xếp nơi này ổn thỏa chứ? Có thế để nơi này thành nơi chúng ta sẽ thành thân được không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.